rất khả quan đúng không? Em hài lòng về phần biểu diễn của mình chứ? Em chưa hài lòng. Nhưng vậy mà vẫn chưa hài lòng. Thật ra là có một đoạn là em bị hơi không biết khán giả và khán giả không biết lắm. Em không nói thì không ai biết. Nhưng mà em đã lướt qua một cách nào nha. Em nói nhỏ đi một chút thôi. Em lại hơi bị tình cảm một chút. Rồi, chiều nay em có tự tin vào phần thể hiện vũ đạo của